Rồi chào tất cả các bạn nha. Ủa con cái nhãn xuồng trái rồi, thấy ham không? Nhãn xuồng vậy là trái dữ lắm, thường là nhãn xuồng trái nó không có nhiều. Ủa cái đùm đó cái chăn ống khói vậy nè, nhưng mà cái nhãn nó tốt ra trái ra, thấy ham không? Bữa nay mưa quá trời mưa, mưa còn đang giờ còn đang lâm râm, nên chiều nay cũng định làm món gì các bạn ơi. Tính bắt mấy con lươn mà mình đặt chấm lươn dính nè, định nấu nồi canh chua ăn cơm. Cơm chiều trời mưa cái này mà ăn cơm thôi khỏi chê à, bao ngon luôn. Để ngần út nó bắt mấy con lươn ra để cho mẹ mình bá mặn á. Đây mấy con lươn mình đặt chấm lươn dính, nhà mình giờ cũng hết ăn lươn, lúc trước ăn dữ lắm luôn. Lươn này cả nhà mà nấu canh chua nè, hay là mình kho sả ớt, cái cả mấy con lươn bự bự mình nấu cà ri, hay lá cách nữa, nói chung nó làm rất được nhiều món. Hả? Ờ ba con thôi được, ba con thôi, ăn hết đâu, để nó đi. Thu nào giờ nó nấu vừa đủ bữa cơm mà, nhiều quá nó không chịu đâu. Mình lươn nó để xíu nó thu với mẹ mình đó. Bà xử đẹp, thì lươn này mình mặn có nhiều cách, ấy muối rồi ấy cho rồi nè, nhiều cách làm. Đây lươn đồng chính hiệu, con lươn này con lươn bự cho nó đó con lươn nhất. Hôm bữa mình đặt lại cái lóc cũng vô con lươn bự vậy nè, bự hơn con này chút, xử đẹp rồi. Nhiều lúc ở nhà trời mưa vậy nè, có đi chợ không được hả, thu đem ra nó kho sả ớt vậy đó, hay nấu con chua rồi ăn. Chiều nay đến nấu bạc hà chứ không có đi chợ rồi. Mưa bão quá, với lại không bữa nay giấc chiều nè có không định quay clip nữa, rồi sẵn thôi trời mưa nè thôi thấy cũng thèm thèm món lươn nấu canh chua nè, nên sẵn đó là làm luôn ăn cơm chiều. Cái này để mẹ bà xử đi, bây giờ mẹ mình bà ra sau vườn bà cắt mấy bè bạc hà. Trời mưa lâm râm, mưa quá trời mưa. Mưa này công nhận mấy cây ổi đồ này nọ, cây trái đồ nó tốt ra, đỡ tốn tiền tứ vườn nữa. Tứ vườn thì thấy chứ mà mỗi lần mà tháng đó đóng tiền điện nhiều lắm, do mấy cái motor á. Tơ giờ mình bơm lên dưới sông không à, không xài con gạch nữa. Dưới con gạch dưới đây thì giờ người ta bí đập á, nước ít vô lắm. Toàn câu trực tiếp ở dưới sông mà bơm lên tứ vườn không. Con nhớ đây có bụi bà hà mà. Đâu mà xa thăm thẳm chiều trâu vậy. Hồi con mèo thấy giờ bả theo nó chạy. Công nhận mấy cây sữa nó phát triển ghê thiệt chứ. Đó, mấy bụi nó mày cắt bẻ hai bẻ gì đi. Tao cho nha, bụi luôn. Chơi nguyên cây luôn à. Nhanh gọn lẹ tấp hành. Cắt lẹ. Biết vô trời mưa. Ủa cây sữa giờ ra bông. Lẫy quá trời, lẫy mà nhóc. Nãy gió quá trời lớn. Nó lập hồng trước nhà mới sập luôn. Đâu nguyên dân chăn cái luồng gió thiệt tình chứ. Lập hồng ở trên nhà đó. Nó gớt xuống luôn, lập đập đập luôn. Tôi để tên cho mình thấy nó bay. Bay qua tới cái cây gió là... Mưa gặp thêm dông nữa chứ. Trời ơi, thứ gì chịu nổi không? Quá trời luôn. Ngoài đường mấy cây giờ nó rụng nó gãy tờ lưa chứ. Yeah. Cây chuối nãy ngoài đầu đường gần nhà con Bảy đó. Ừ. Ngã ngang đường luôn. Bảy nè, có trên trên nè, còn gió gãy nè. Ồ luôn gãy luôn rồi kìa. Gãy nhảy bên đó mà gãy đó. Mình nhưng mà coi nó gặm gạch gì mà gió nó quật sao mà gãy tét cành luôn. Nói tên bay quanh đây nè, bay rồi đó. Bay mày coi ổ gì mà nó bay qua tới bên đó nằm bên đó đó. Nó tên trong nhà mà gió thổi sao nó bay tới đây. Hai tấm luôn. Nó bay qua bên đó hết trơn. Đó. Rồi cái gãy cái nhãn xuồng nắng gãy nữa kìa. Thì đó gió nãy gãy đó tên nó bay qua luôn mà. Quá trời gió mà giờ cái này lóc xoáy. Lá dừa. Mày coi lá dừa cạnh nè. Miên ấy vậy mà nó bay chân vẫn nó còn một tầm nữa. Mình không hiểu nổi luôn mà, tức là cái la phong tuốt trong nhà, cái la phong của nhà mà sao mà nó gió sao nó lọn vô được hay rồi nó sập luôn, nó rất lợp đợp ở trước á, cái la phong ở đó, cái la phong trên cái nền nhà đó đó, ở phía trước á. Mặc rồi
Vậy mà gió sao mà lóc luôn, hay thiệt. Cái này mình nấu cho chanh hay là gì? Mình nấu chanh hay là mình nấu me cũng được, nhà cũng có cơm mẻ luôn. Ừ, rồi chảo nó bự rồi. Rồi. Có để muối chưa? Bữa nay để đầu bếp ra Sài Gòn ra tay mà. Nó lâu về cho nó ra tay nấu món này đi. Canh chua lương bạc hà. Nào. Sáng đâu? Mưa quá, ở dưới nó dột tùm lum nãy á, mưa lớn quá trời. Thôi đem lên đây nấu luôn cho tiện, với vợ với cái sàn đó, mấy cái bếp củi chùm nhẹp hết trơn. Cái tao mà đưa ra mà xa vậy mà nó quặn sấy nước, quặn nước sao gió nó rút vô nó thổi ướt nhẹp trơn với mấy cái bếp. Mẹ mình ba đang nặng chanh. Thu pha tao ly cà phê thôi. Mày quẹt hoài. Nãy giờ thèm cà phê lắm. Hôm nay để Dũng người ta tả sung hữu đột. Mẹ mình là chỉ là hỗ trợ thôi. Bữa nay có chị hai con bác Tư lên chơi nữa. Rồi để muối vô cho Dũng. Rồi để muối rồi vô đi. Mày mà bữa nay mày ra tay mày nó muốn nó muối nào cũng được chăng á, toàn quyền quyết định của mày đó. Trời mưa lên lạnh này có tô canh chua lương ăn còn gì bạn bạn ơi. Chị gọi hay không muối được, chúc mẹ chăm lên chị. Ít muối ít đường. Họ mình nếm nếm lại. Rồi có cái rau rau cần gì chưa để nấu chua chưa? Mẹ hái chưa? Ồ mẹ ba hái sẵn rồi nè. Hãy quay qua quay lại ba hái đâu rồi đời nào không hay luôn. Nấu chua thì không thể nào thiếu mấy ngòi cay gai không? Với mấy cái rau cần đâu á. Như ít ớt nữa để lên mặt nữa lụm gạo. Canh chua nào giờ á mình trong cái lò ra mình phái nhất là bạc hà như là kèo nèo mấy cái đó mình nấu chua ăn ngon. Nói chung mỗi người mỗi khẩu vị mà. Ủa cái ổi còn nó bự cái nè, ổi này mình cắt sót rồi. Thấy đó, bởi vì giờ anh bự vậy đó cháu. Cháu nó không, cô chú thấy gì chứ không dưới 600 gram mà bèo á. Mấy ổi nữ hoàng á. Trời ơi mấy bà này thấy bán thịt trâu thấy ấn lạnh không? Lại coi mấy bà bán thịt trâu nè. Nay ba mình trời mưa cũng có bạn tới chơi cũng lay gai sương sương nãy giờ. Trời nó đó quẹt nhà nó qua liên phải quẹt trời trời. Một ngày nó mua cái gì shipy không biết nhiều lần mà nói món á. Ổng có lên không bà hai? Ổng có lên không? Hả? Mình bà lên hả? Bà sợ lên không nhậu gì? Bà sợ ổng nhậu gì? Bà tôi nói gì mà nói là tôi thấy nghi nghi lúc quá ta. Ôi nghi xuống cái chú kiểm tra gì nghi. Nghi nghi vậy bà hai. Không con là không có lắp luôn 100%.
tao hồi nào giờ mày cũng chưa nói lá tao, nhưng mà tao thấy rồi nói hồi hôm qua có là con có lên, hôm qua nó có lên rồi hồi về. Tại vì lúc này ba cái đi á, lên hai lầu. Vô cái này hai kia á. Tụng ly cái trời. Tụng ly chú cái này. Nó vô cho chết bà luôn. Vô. Trời trời mưa lạnh lạnh mà tán đế thứ gì chịu nổi. Thấy mấy ly nữa đó, con mới tới. Trời ơi, mày bữa đó ba chị em mày đẩy tao muốn chết luôn. Cậu uống bia này xong rồi tao phải qua bên nhà. Lúc mà tỉnh lại nói ước gì chưa được uống. Thấy tình luôn. Bữa đó Nguyễn có quan liếm rồi vẫn giới thiệu nhà bác tư đó, trời quá trời đông vui. Rồi. Chiến quá trời chiến luôn. Bữa ai nói nè. Bắt coi lại coi. Hùng này nó làm gì nó chú tâm giữ thằng ôn nãy giờ. Bà hài nhiều quá không chỗ? Bà hài nhiều quá không? Ấy sắc gì vừa thôi. Ờ hay là nhiều đại đi, hồi múc cho mấy ống con tô kìa, mấy ống cũng đang lai gai kìa. Trời ơi, nãy giờ để ý mở ra nhỏ xíu. Có thằng Tâm á, thằng kế mình nó làm nấu ăn cũng ngon lắm, mà nhanh gọn lẹ lắm, mà lâu lâu nó mới về nhà, bởi vì mấy cô chú xem mấy clip mình nào giờ mấy năm trời cũng ít thấy nó đó. Lúc đám cưới anh Thù, ông cưới Dũng rồi mấy ngày đám cưới mấy đứa này thì mình nó mới về, chứ còn ngày thường nó ít về, cái cả Tết luôn. Thì nó thằng Dũng với thằng kế mà nó làm chung cửa tiệm trên Sài Gòn á, bởi vì Tết thằng Út này về thì nó phải lại ở lại trên Sài Gòn nó coi cửa tiệm, bởi vì ít thấy nó lắm. Mày vớt bọt hay gì không? Nhận trời chỉ mưa mau sụp tấu thiệt chứ. Có sắc ớt vậy mà. Trời ơi, biết mướn từ Sài Gòn về đó bà. Ừ, biết mướn từ Sài Gòn 100.000 tỷ bạc đó. Bạn cơm chưa? Bạn cơm nè. Hả? Bạn cơm rồi hả? Chưa ăn hồi ăn đâu trời. Thôi không thấy cái con này ghê, cái con này lắm. Trời ơi, lương mà bà chê. Ở lương đồng mấy đứa nít nó phải ăn lắm á trời, nhiều chất đạm đó. Nhiều bà chê. Dưới 9 tháng không cần. Dạ. Yeah. Chưa được 9 tháng là ăn được. Sao vậy? Tại này nó nghe nói lương nó nhiều chất đạm mà nói gì bà hai? Nghe nói hồi nào giờ mấy đứa con nít nó ăn nó nhiều chất đạm á. Coi nó nhìn bà hai lạ lạ, coi cái mặt nó tiếu. Ờ nó khóc. Ờ gặp người lạ mắc cỡ khóc. Người ta mới cười to tét. Hai giơ tay. Hai giơ tay à, bác hai thương nè. Bác hai thương. Mới ngủ thức dậy nhõng nhẽo. Sao đâu biết Sài Gòn nãy giờ thấy vớt bọt không vậy trời. Thấy ổn không? Nó biết mướn từ Sài Gòn về 100.000 tỷ bạc nó là cái chua lương này cũng căng vậy. Ta để gao gác thì tao vô chanh thì vô tao mới niềm nếm cho mày. Thằng ơi, ở nhà mình nó có cái gen, nó có một mình là nó lớn thôi. Còn mẹ mình Út Thu ha với thằng Dũng này cũng vậy, nói chuyện chút xíu à. Còn mấy lươn này giờ bắt đầu nó thấy hấp dẫn, giờ thịt đầu nó nứt ra. Mấy lươn này mình có lại ca khen á. Cái ba mình nó khoái nhất là cái món, mình còn chú biết món gì không? Mình nướng á, nướng mồi á, xong bắt đầu mình hái con ngỗ á, mình bóp gỏi, mình trộn gỏi con ngỗ ăn ngon lắm.
mình thì khoái canh chua với lại tá cách luôn, thích hai cái món đó hơn. Vì sao giống hay để đồng hoài hả, thấy ổn không? Ta để mặt hà vô luôn mày ơi, ta để chanh vô tao lúc đó tao mới gọi là nó chính xác. Mặt hà mau lắm mà, mặt hà để vô ăn xíu là nhắc ra được rồi. Mặt hà chín quá, gục quá ăn không ngon. Trời ơi, chín hát phát tài, hát vô không bạn ơi, thứ gì chịu nổi không? Đầu bếp thứ dữ nữa là phải vậy. Ê, vô hết đi, hỏi nó xẹp lại gì. Mau. Sẵn múc má ổng tô rồi, má ổng lay gai. Ta thấy nó để đường hơi nhiều bạn, coi sao hỏi thế nào. Ba mình á, ông nấu chua ông niêm là ngon nhất, ông Thu không cửa bạn ơi, ông Thu nó kỹ nhất là cái môn kỵ, ông Thu nó kỹ nhất là cái món canh chua. Là ba mình thì ở nhà ổng nấu canh chua ngon nhất. Nãy giờ là đóng đế vô quá trời, lử niêm đạt không trời. Cái bếp nó có sầu lên dữ không Dũng, sao không thấy chờ với lại cái bạc hà nó cũng mau mà. Trộn cho nó gục xuống xíu rồi. Lúc thì nắng chịu không nổi, lúc lo mưa chịu không khủng luôn mấy ngày nay. Giao tay mới ngủ thức dậy con mặt miếu rồi, con miếu rồi miếu là miếu gì vậy? Thấy bà hai thấy là lạ kìa, ấy nhìn miết bà. Không khóc. Sao dặn bột ngọt vô hả? Mấy cái bạc hà cũng bọt. Hả, dặn Dũng nó dớt cũng nhiều á. Lương dưới rồi. Ấy dọn ăn cơm luôn. Đúng rồi. Ấy dọn cơm đây nè. Dọn luôn đặng kìa, nồi kế đó cho vui. Trực tiếp nấu đuôi đó. Thì cũng được. Rồi chưa anh? Được rồi. Ấy dọn chén rồi, ấy cơm rồi ra đi.
đi dễ ăn hơn. Này ăn hồi dặn thêm mít nước mắm nữa lụm. Canh chua ở miền Tây mình hình như ai nè, người nào cũng vậy cho mà họ nấu là lúc nào họ cũng dặn ít nước mắm vô, nó thơm thơm. Tại có miếng nước mắm vô. Rồi. Cho rau cặn ớt rồi vô. Thấy đơn giản vậy cũng hấp dẫn lắm chứ bộ à. Mấy cái gạo cằn thấy nó vậy đó, giản như thế mình để vô nó thơm. Điểm ít nước mắm vô nữa là xong. Canh chua thì nào giờ thấy mình đa, thấy đa số mình thấy là nó mình nấu chua phải có giấm. Ủa cơm mẻ chứ, cơm mẻ là ngon nhất. Con mẻ nó có vị thanh thanh mà chua thanh mà nó thơm thơm. À, thấy hả, Dũng rồi để đường nhiều á. Thấy bị hiền này không ổn. Nhiều lắm. Thấy thằng Dũng nó để đường nhiều mà ấy dọn chén ấy cơm vô ra đi. Xong rồi giờ này cũng chuẩn bị sập tối luôn, gia đình trời mưa nè cũng đói bụng mau đó. Nhìn lại nữa rồi. Hai giờ tống đế vô nó chát lử. Gãy đầu luôn rồi tới chuyện luôn. Nãy giờ ba không phát. Trời mà lụm đâu được ba miếng lạc xưởng nữa mấy người. Rồi ba nó lụm rồi kìa. Lụm rảo móc múc ra tô thôi. Múc ra tô đi Dũng. Múc hai tô á để ngồi nó công. Công chùm tới chùm lui. Rồi ăn thu lụm đâu ba cái lạc xưởng không biết nữa. À, cái giá lấy bự dữ nha. Cắt cái lừa lên. Ủa lừa thì có lừa. Cầm lòng sao đậu. Trời ơi giá bự cho mình chơi. Tức rồi. Còn cái gì trên mặt đó không? Có hành phi, đậu phi gì không? Họ để ha. Mỗi người mà khổ vị, mỗi người mà khổ vị mà mày để cái tô ở đây mình ăn cơm thì để ít tỏi đi. Cái tỏi phi thường thu không phi nhiều lắm mà. Vậy là xong, ai thích chấm nước mắm chấm. Rồi, ai muốn muối ớt thì muối ớt. Rồi. Vậy là xong, nhanh gọn lẹ tóc hành không. Rồi, bưng nắng đi.
Kho nhảy nó bún rồi. Em ơi. Nằm đây. Đũa hay gì dưới này đũa. Mình kéo ra đây, không thấy. Kìa 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 quậy kìa đây, đồ ăn ăn chưa thôi, bụng chưa thôi, bụng rồi. Chúng ta. Cái nó phải ăn, cái nó phải ăn vô rồi. Ăn hỏi nó quậy luôn vậy. Ăn ngọ bún quậy luôn. Không có gì cầm. Đây luôn. Chưa nãy. Này chiên mới ít lạc xưởng nữa, rồi thêm trứng nữa. Chưa cũng ly giống. Vô. Ba. Vô. Chúc mừng anh tôi bên đây đái được. Chúc mừng á. Ba đi chứ tè ba đi bắt tư học hả? Hơi nó nhìn quá đi nội đấy nhìn kìa. Còn cái gì vô đây? Vậy nãy giờ ăn lít chưa? Hơn rồi đó. Hơn lít rồi đó hả? Hơn rồi đó. Trời ơi, cứng khừ. Nãy thấy ra hơi lít rồi đó ông ơi. Trời cứng khừ vậy. Quá cứng, cào thủ không? Rồi vô cái đít coi. Tám ba không ai đâu, cái ngủ đó chứ dạ. À, cũng đây cũng là biết nói thiệt chú Bảy thì lúc nào cũng chú Bảy nào làm thì không chơi chú Bảy nha, chú Bảy lúc nào cũng cái khổ để dâu không nổi chú Bảy wow. Chú Bảy tiếp tức là tiếp liền mà lẹ vậy mà được nha lẹ chậm chậm có lẹ phải thời gian nào lắm tôi nghe không biết được chứ để sáng là cái chuyện của anh nhé anh chạy của anh bọn anh chạy thì để cho tôi bớt mới mới kêu anh đâu mà anh sợ định là cái là ông kêu lại điện điện lại điện mà ổng ra bẻ cho ổng chưa có ông kêu lại điện điện lặng ngồi chờ ổng gì á dưới dưới không có lại dưới ma ổng gì á nội ơi mày cả nhà nha còn chú nó vụ găng mắc cười cái còn hôm qua ở đây còn vợ con nó thằng nó mua dịch sim của thằng nào thằng kia nó bán không sao kiểu dịch sim nó già già rồi để đây giống như thằng nổi già quá già đi cái có là mua dây cò á, dây cò dây chứ á. Nhưng mà nó bằng thẳng lại cái gì mà nó còn con sốt ở trời kìa, em nói nghe nó tự lắm. Bây giờ còn hai con măng nè, người mới để hỏi ăn cái gì. Mới là không có đẩy mà lại thấy cái chân dây chim con mà thằng nào cho nó phái. Nó cầm mơ, tao kỹ ngay kêu, bà kỹ ngay người ta ngồi ra. Cầm sự kỹ, không có cầm mơ, còn tiếp tục thử vô cái ngày không coi. Anh thấy nó đang hết tiêu tiêu. Ngày này có gì con, gì con? Có cái dấu hổ làm quá trời. Ba coi là con cầm vô cái khả năng này làm. Để luôn đi. Thiếu. Má ai đúng không? Ba cầm cái con dịch xiêm mà nó đứng quá dài quá, nó cố cái nó không cầm cái cắn gì hết. Hết ngàn mà. Em cung ngàn không nói, em khóc mà. Làm cái gì mà. Cái gì mà. Chạy cái gì có chạy đến đâu. Mà bị đến đâu là 12, 14 rồi mới gì. Cộng 6, 5 chút chơi đến mẹ con đó. Con nói thơ lúc này cho ba ăn cho ông đó. Cái đó, cái đó, cái đó, cái đó. Giờ xin đi con hầm đâu được. Nó ăn cái hầm nó ăn kỹ ra nó ăn người nó biết. Mày nói đây được. Mày nói vậy. Mày lại có nặng nhất luôn. Hạn chế thì nói luôn được bé vô đem theo thì nó phải ra cái nó hốt cái nhỏ. Mình coi bé là nước mình coi con lúc nhà đi con hốt đi ra bàn hốt ngoài sao. Ai phải à? Ủa mấy lo nói là dọn dọn tao không lại. Nha. Mà giờ ai vậy hả? Ừ, chơi rồi đó. Chơi cái à, cái à. Chơi mày á, thấy mày lại cái nọ nó hoài. Khoái quá. Ồ, chạy mày, ủa, báo cái thằng như vậy là bước nó giọt, bước nó là, bước nó trời. Nó không nhớ mày. Thấy không?
Ủa lại lại không không lại. Không đánh cá nữa. Nếp tè đều quá. Đây cũng tới tháng mấy nữa rồi. Thì tao với mày chắc kia phải ra giường rồi. Hôm nay ra giường làm với phụ với tao. Chúng ta thương luôn rồi. Ông kiếm này. Còn nó bún rồi đã không? Nhau tay. Nhau tay. Kêu quay lại đi. Thôi sẵn đây thì mình cũng xin kết thúc clip ha. Chúc cả nhà xem clip bay vui vẻ nha. Hẹn các bạn clip sau. Bữa nay cũng có món canh chua. Lương nấu canh chua nè. Trời mưa lạnh ăn ngon thiệt. Chào nhà nha. Hẹn cả nhà clip sau nha.